những cái đoạn phim làm như thế này nè, nó có những cái đoạn phim như thế này nè, thằng này nó quay mấy cái này nè, thằng này nó quay cái này điều chỉnh tốc độ nè, nó quay mấy cái này nó điều chỉnh tốc độ nè, rồi mấy con ếch bắt mồi nè. Camera siêu nhanh. Bố quay mấy cái đó, bố quay cảnh đó. I'm going to go down here.